Chào mừng các bạn đã đến với Hà Thông TV. Thì trên tay mình đây á là một chiếc sim đến từ nhà mạng Enport Mobile thuộc tập đoàn View Group, rất là nổi tiếng tại Nhật Bản. Thì cái sim này không phải là cái sim lần đầu tiên mình sử dụng. Cái sim này là mình đăng ký lần thứ hai sau một năm mình sử dụng. Cái này thì mình đăng ký cho em trai của mình thôi, tại em trai mình cũng mới sang đấy. Rồi thì cái duyên của mình với cái nhà mạng Enport Mobile này á là nó đến từ tháng 7 năm trước các bạn. Mình vô tình lướt YouTube thì có thấy một số cái YouTuber khác có giới thiệu về cái sim này thì thấy hay quá. Mình lúc đó mình cũng là thực tập sinh, thấy hay quá, cái đàn một ít quá nên mình đăng ký luôn. Thì đăng ký thì cũng đúng như những lời YouTuber nói, thì những cái ưu nhược điểm thì nó y luôn. Và mình hiện tại tới giờ này mình vẫn còn đang xài cái đầu số SMS và cái đầu số 2000 khi đăng ký kèm với sim này. Thì sau một năm sử dụng á thì mình cảm thấy khá là ổn và khá là tiết kiệm. Nên là hôm nay một lần nữa mình muốn làm cái video này để muốn nhân rộng một cái sim tốt như thế này đến với các bạn Việt Nam. Tại vì cái sim này nó dành cho người Việt Nam mà. Tiếng Việt luôn các bạn nhé. Hỗ trợ bằng tiếng Việt, có tổng đài tiếng Việt, có tổng đài hỗ trợ bằng tiếng Việt này. Có nhân viên người Việt. Nếu các bạn gặp trục trặc về sim, đấy, thì còn gì mà dễ dàng hơn nữa. Nếu mà chúng ta mà mua những sim từ nhà mạng của Nhật Bản á, thì lỡ mà xài ok không nói gì rồi. Có vấn đề về thanh toán hay là về trục trặc cái gì đó muốn báo cáo á, thì lên mà muốn gọi điện thì đâu gọi được, toàn là phải nhắn tin tự động với mấy cái chatbot thôi. Đó, rất là bực bội. Nhưng mà cái này có người Việt hỗ trợ thì yên tâm các bạn nhé. Thì mình sẽ sơ lược một số cái ưu điểm của cái sim này. Về giá rất rẻ và hầu như là rẻ nhất, và có thể là rẻ nhất ở trên thị trường này. 980 một tháng với 3G tốc độ cao, hết tốc độ cao chúng ta vẫn có thể vào mạng với tốc độ 128 kb. Tốc độ chậm thì chúng ta có thể gọi Facebook bình thường, gọi Facebook và cũng có thể đọc báo, nhưng xem YouTube không được các bạn nhé. Ngoài cái gói 980 ra thì nó có cái gói 5G 2 sen, 10G 2.8, đấy. Các bạn thấy nhu cầu như thế nào thì các bạn có thể chọn cái gói nhu cầu đó. Còn mình, đối với mình, nhà mình có wifi, ra đường thì mình chỉ tra tàu với nghe gọi với nghe nhạc các kiểu, rồi điện thoại thôi, chỉ có vậy thôi. Nên mình xài gói 980 là tiết kiệm rồi, còn tiền còn lại thì để mua sữa cho con các bạn nhé. Đấy, rồi thì đó là về giá. Còn về cái mà ràng buộc á, thì cái sim này hoàn toàn không có sự ràng buộc nào về hợp đồng. Khi các bạn đăng ký sim này á, là cái phí đầu vào á, đối với những sim khác thì các bạn tốn phí đầu vào 3 sen, đúng không? Thì sim này chúng ta không tốn phí đầu vào đấy, không có tốn phí đầu vào là của cái hợp đồng nha. Sim này vẫn có hợp đồng đàng hoàng, nhưng mà chúng ta không tốn phí hợp đồng, không tốn phí sim. Và khi chúng ta xài mà cảm thấy không đúng như cái lời ông Hà Thông muốn nói, không ngon hay là gì đó, chúng ta quỷ dễ dàng. Muốn quỷ thì các bạn hãy nhắn tin lên fanpage, có để đường link bên dưới các bạn, đường link hỗ trợ, thì chúng ta sẽ nói là chúng ta muốn hủy cái sim này, thì chúng ta hoàn toàn hủy được và không có tốn đồng nào hết đấy. Mà các bạn thích hủy lúc nào hủy nha, đấy, các bạn thích hủy lúc nào hủy, chứ không phải là sau một năm hay là gì đó, đó không có. Đó là cái thứ hai về cái sự ràng buộc. Và cái thứ ba thì cái sim này là thực chất chỉ có SMS cộng với dữ liệu thôi đấy, chỉ có SMS và dữ liệu thôi các bạn nhé. Và như như mình nói là ở đâu nó lòi ra một cái số 2050 là Enport họ kết hợp với cái công ty Pretel để đăng ký kèm cho các bạn một cái đầu số 2050 các bạn nhé. Thì cái đầu số 2050 này là nó một cái dạng số internet, nó phải có app và chúng ta có internet thì chúng ta mới sử dụng được cái đầu số này. Và khi chúng ta sử dụng cái sim dữ liệu, chúng ta chỉ cần bật dữ liệu lên thì chúng ta có thể gọi cho người khác và chúng ta có thể nhận cuộc gọi từ người khác đấy, rất là đơn giản. Rồi các bạn hãy đến ngay vào phần đăng ký để chúng ta sở hữu một chiếc sim SMS data dữ liệu 3G và một đầu số 2050 các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành cái phần đăng ký nha các bạn. Thì đường link mình có để bên dưới cái phần mô tả của video, các bạn kéo xuống cái video, bấm vào phần mô tả sẽ thấy đường link, hoặc là phần bình luận mình có đính kèm cái link. Rồi thì sau khi các bạn bấm vào cái link thì nó sẽ hiện ra cái màn hình như thế này.
Rồi, trong web hiện ra các bạn kéo xuống, chọn vào đăng ký tại đây. Rồi, chúng ta vuốt lên, kéo xuống cho phần thông tin cá nhân. Ở chỗ cái này tên thì chúng ta sẽ gõ tên của chúng ta. Tên mình là Minh Thông. Rồi tiếp theo họ. Rồi, kế tiếp là Furigana, là cái tên katakana các bạn nhé. Chúng ta sẽ đánh katakana. Rồi họ katakana. Rồi quốc tịch, chúng ta gõ bằng tiếng Việt cũng được, gõ Việt Nam. Rồi số hộ chiếu thì chúng ta sẽ điền cái số hộ chiếu bên góc tay phải các bạn nhé. Mình có để hình mẫu kế bên. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chọn cái ảnh hộ chiếu. Mình thì để sẵn ảnh hộ chiếu ở trên rồi, mình sẽ chọn ảnh hộ chiếu mình up lên. Rồi tiếp theo là mặt trước của thẻ lưu trú, các bạn cứ chụp sẵn để sẵn trong này nhé. Rồi mình chọn mặt trước. Tiếp theo là mặt sau của thẻ lưu trú. Rồi xong. Cái địa chỉ email này là rất là quan trọng, các bạn hãy gõ chính xác cái địa chỉ email đang sử dụng nhé. Ví dụ như mình gõ địa chỉ thay đổi là tôi. Rồi kế tiếp là giới tính, chọn nam, ngày tháng năm sinh. Ngày tháng năm sinh các bạn chỉ chọn đúng ngày tháng năm sinh trên thẻ lưu trú cái nhé. Rồi cái ngôn ngữ thì chúng ta sẽ chọn tiếng Việt, ngôn ngữ có thể nói được tiếng Nhật, tiếng Việt, thích chọn gì các bạn chọn nhé. Cái một quan trọng là cái phần địa chỉ nhận nè, mình sẽ gõ số bưu điện của nhà mình. Rồi kế tiếp là thành phố, quận huyện, đó các bạn cứ gõ đầy đủ. Rồi kế tiếp là cái huyện các bạn đang ở. Rồi cuối cùng là cái số nhà, cái banh chi đó các bạn, nếu mà ai còn tên tòa nhà dưới thì cứ gõ. Rồi tư cách lưu trú, chọn thực tập sinh. Rồi cái này là cái thông tin của người cần liên hệ khẩn cấp, thì các bạn điền đại khái là được, thì có thể điền chính xác là mình điền những cái người bạn của mình thôi đó. Rồi cũng ngày tháng năm sinh, cái này thì bằng tiếng Việt các bạn có thể lướt qua nhanh nhé, mình chỉ đại khái cái đoạn này thôi. Đấy, thông tin địa chỉ thì các bạn cứ điền cái thông tin của cái người mà chúng ta có thể là tin cậy với các bạn. Rồi ok, mình cũng biết địa chỉ đầy đủ nha. Quan hệ thì mình sẽ chọn là em đi, ví dụ nhé. Rồi cái quan trọng nè, cái quan trọng là cái chỗ mà dịch vụ nè, thì chúng ta sẽ có cái gói data 3GB 980 yên. Đấy, data 5GB 2 cent một tháng, 10GB 2.800 yên. Đó, 2 cent 8 á, chỉ có 3 cái gói như vậy thôi. Rồi thì mình sẽ chọn cái gói nhỏ nhất 980 yên. Ở đây thì các bạn nó hỏi các bạn là có muốn đăng ký thêm cái số 2050 không, thì các bạn nên đăng ký nếu các bạn chưa có cái đầu số này, mình khuyên là nên đăng ký. Còn nếu các bạn nào đã có rồi thì bấm vào không đăng ký các bạn nhé. Nhưng mình thì mình sẽ chọn là đăng ký. Rồi mình sẽ đọc tí, mỗi người chỉ đăng ký được một thẻ SIM đó, thì cái này các bạn có thể bỏ chút thời gian đọc, còn không thì các bạn cứ có thể cứ lướt qua nhé. Những cái này thì nó là cái quy định rồi. Rồi các bạn cứ kéo hết xuống, chọn vào tôi đã hiểu và đồng ý với nội dung được ghi dưới đây. Đó, chọn vào tôi đã hiểu và đồng ý với nội dung. Rồi chúng ta sẽ xem một tí, xong chúng ta bấm vào nút gửi là xong. Bấm nút gửi. Ở đây thì nó cần mình xác nhận một tí để
để chống cái trường hợp mà robot cần. Rồi xong, chúng ta cuối cùng bấm nút gửi. Rồi xong, sau khi chúng ta bấm nút gửi xong là cái quá trình đăng ký hoàn tất. Thì lần này đến inbox chúng ta đăng ký thành công á, nó sẽ không có báo mail, mà sau một ngày á, sau một ngày họ sẽ thông báo là có một họ sẽ thông báo là các bạn đã đăng ký thành công hay không. Nếu thành công họ sẽ cho các bạn một cái mã số để thanh toán tại company luôn, chứ không có báo mail là đã đăng ký thành công các bạn nhé. Rồi, ở đây là Family Match nha các bạn. Đầu tiên các bạn sẽ bấm vào cái email có cái chứa cái mã SmartBit. Đấy, các bạn thấy rồi chứ nhỉ. Rồi thì tiếp theo, đây là cái màn hình. Đây là cái màn hình của cái máy thanh toán. Các bạn sẽ nhấp vào màn hình một cái cho mình. Nhấp vào một cái nha, để nó ra menu các bạn nhé. Thì ở trên cùng góc tay phải thì chúng ta có thấy cái chữ SmartBit đúng không? Chúng ta bấm vào. Rồi cái mục số 6 có cái chữ SmartBit, chúng ta bấm vào. Rồi chúng ta sẽ tiến hành bấm vào OK. Rồi chúng ta bấm OK Kakenin một lần nữa. Đợi một xíu cho nó lag các bạn nha. Rồi ở cái khu vực này chúng ta sẽ tiến hành nhập cái mã SmartBit vào. Sau khi nhập xong chúng ta sẽ bấm vào OK. Đợi một xíu cho nó lag. Rồi ở đây nó ra cái thông tin của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ chọn vào, bấm vào để chọn. Rồi chúng ta bấm OK một lần. Rồi bấm OK lần thứ hai. Sau khi chúng ta bấm OK xong, nó sẽ ra một cái bill. Đấy, chúng ta cầm cái bill này lại quầy thanh toán là xong các bạn nhé. Đây là cái cách thanh toán tại FamilyMart. Và những cái lần thanh toán tiếp theo mà chúng ta khi đóng cước á, cũng tương tự như vậy luôn các bạn nhé. Mini Stop và Lawson. Thì ở đây mình đang ở Mini Stop các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ bấm vào cái chỗ menu này. Rồi chúng ta sẽ chọn cái mục số 4 Smart Beetle các bạn nhé. Đấy. Rồi chúng ta tiếp tục chọn cái Smart Beat. Đấy. Bấm vào tôi giữ. Rồi chúng ta tiến hành nhập cái mã Smart Beat tại đây. Cũng tương tự bên Family Mart thôi. Sau khi chúng ta nhập xong, chúng ta sẽ bấm vào Tsugie. Kakuni làm một lần các bạn nhé. Bấm vào Tsugie. Rồi bấm vào chọn các bạn nhé. Rồi bấm vào Kakunin. Rồi bấm vào Kakunin một lần nữa. Rồi xong. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái bill và cũng lại cái quầy thanh toán giống như bên Family Mart các bạn nhé. Đấy, này đưa cái bill lại cho người ta, người ta thu tiền và người ta đóng dấu vào là xong. Người ta sẽ trả mình một cái biên lai. Rồi các bạn nhé. Rồi thì bây giờ mình sẽ đến với cái phần kích hoạt SIM. Thì trên bàn này là mình có một cái quyển sách hướng dẫn. Đây là cái SIM và đây là cái đầu số 2050. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kích hoạt SIM trước. Thì nó sẽ có hai cách. Thứ nhất là cho iPhone, iOS á các bạn. Thứ hai là dùng cho Android. Android thì hầu như là ít sử dụng quá. Với mình cũng không có thiết bị Android nên là các bạn sẽ lật sách ra, các bạn xem cái cách cài đặt cái bản Android các bạn nhé. Nó có bằng tiếng Việt hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách lắp vào cái máy iPhone. Thì trước hết là các bạn mở máy lên. Các bạn mình lúc trước có xài những cái SIM như Docomo, các loại SIM nào khác á, thì đã có cấu hình của SIM khác rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình vào mình xóa đi. Ví dụ nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ vào cài đặt. Rồi chúng ta sẽ kéo xuống cái phần cài đặt chung. Đấy. Rồi chúng ta sẽ kéo xuống cái phần cấu hình các bạn nhé. Cái này là mình vào phần cấu hình. Rồi đấy. Cái này là cấu hình SoftBank mình cài rồi, nhưng mà ví dụ như các bạn khác với cấu hình SoftBank thì các bạn phải xóa đi. Rồi ví dụ mình xóa này. Xóa cấu hình. Rồi nhập mật khẩu để xóa. Đấy. Rồi bấm xóa đi. Rồi xong. Vậy là bây giờ cấu hình không có gì hết các bạn nhé. Rồi. Bước 1 chúng ta sẽ bắt đầu lắp SIM vào. Xóa cấu hình xong chúng ta sẽ lắp SIM vào. Bước thứ hai, chúng ta sẽ mở sách này ra. Là phiên bản dành cho iOS. Rồi chúng ta sẽ quét cái đường link này.
nó sẽ quét mã QR các bạn nhé. Đấy. Trang web đang cố gắng tải về, mình sẽ cho phép. Rồi, ok, đóng. Rồi mình sẽ vào một cài đặt. Rồi các bạn thấy đây là nó sẽ có cái cấu hình này các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ tiến hành chúng ta cài. Bấm vào. Bấm vào một cài đặt. Nhập mật mã. Rồi. Bấm tiếp vào một cài đặt. Bấm vào cài đặt. Rồi đã cài đặt cấu hình, bấm nút xong. Ok. Xong bây giờ chúng ta sẽ tắt wifi đi. Mở mạng lên. Đấy. Lúc đầu thì nó nổi chữ 3G nhưng mà về sau nó sẽ nổi thành 4G các bạn nhé. Chúng ta sẽ mở thử một trang web. Đây là trang của Hà Thông TV. Đấy. Rồi mình sẽ cho chạy. Đó, chạy rất là nhanh các bạn nha. Đấy, ok. Khi các bạn muốn, khi mà các bạn muốn kiểm tra cái số mà nhận SMS á, thì các bạn sẽ bấm vào một cài đặt cho mình. Đây, chúng ta sẽ kéo lên cái mục điện thoại các bạn nhé. Bấm vào. Đây là cái số SMS của mình này các bạn nhé, của cái SIM này các bạn nhé. Khi chúng ta đăng ký dịch vụ bằng cái app, đăng ký app gì đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái số này. Tiếp theo mình sẽ tiến hành mình cài đặt cái số My050 này. Đấy, mình sẽ cài cái số My050 này. Đầu tiên chúng ta sẽ tải cái app này từ Apple Store về. Chúng ta tải cái app My050 về rồi chúng ta sẽ mở ra. Đây là cái thẻ Bretel của đầu số My050. Thì bên này, bên này nó có cái address code. Đây là cái mã smart bit để chúng ta đóng tiền. Chúng ta bấm từ 6 đến 8 số, số đầu các bạn nhé. Đấy. Còn 4 cái số sau này chúng ta bỏ. 4 số sau này chúng ta bỏ, nhập 8 số đầu thôi. Ok. Ship password thì chúng ta sẽ nhập cái đoạn này. Cái đoạn này là xong. Bây giờ mình sẽ nhập vào. Cho phép. Ok. Sau khi chúng ta đăng nhập vào xong á, thì ở cái chỗ My050 này nó sẽ hiện cái số tiền của chúng ta. Thì cái đầu số này mình đã đăng nhập từ trước và mình đã gọi mất 300 yên rồi các bạn nhé. Thì chỉ còn 784 thôi. Đấy. Ở đây chúng ta muốn gọi cho người thân ở Việt Nam á, thì chúng ta sẽ tiến hành bỏ cái thêm số 84. Sẽ tiến hành thêm số 84. Đấy. Rồi bỏ cái số 0 đầu tiên của đầu số Việt Nam. Ví dụ như mình 036 đúng không? Thì chỉ còn số 3 thôi. 6. Đấy, mình sẽ gọi cho cha mình. You have 68 minutes. Thank you for using Brestel. One moment please. Alo. Alo ba hả? Con Thông nè, con gọi test số thôi nhé. Con gọi để test cái số máy thôi chứ không làm gì đâu. Ba nghe rõ không? Nghe. Rồi, thôi con cảm ơn nha. Thôi ba tắt đi. Đấy. Các bạn có thấy không? Mình vừa gọi cho cha mình một cuộc gọi bất ngờ, không có sắp xếp. Thì cha mình nghe rất là rõ các bạn nhé. Rồi, vậy thì cái quá trình mà kích hoạt số với đăng ký My050 đã kết thúc các bạn nhé. Vâng, và cảm ơn các bạn đã xem đến cuối cùng video. Thì như cái video ở trên thì mình đã hướng dẫn cách đăng ký, rồi cách kích hoạt SIM và cách thanh toán như thế nào. Đấy, nếu mà các bạn xem video mà thấy hay thì đừng quên chia sẻ và nhớ đăng ký ủng hộ kênh Hà Thông TV để kênh mình càng lớn mạnh. Mình sẽ cố gắng làm nhiều cái video hơn nữa để phục vụ mọi người. Rồi, xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.